Rüdiger bị chế giễu vì kiểu chạy trêu người Nhật Bản trước khi thua ngược. Ở phút 64 của trận đấu, đội tuyển Đức đang dẫn trước đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong một pha đua tốc để giành bóng với tiền đạo Takuma Asano bên phía đối phương. Rüdiger thực hiện một dáng chạy kỳ lạ để vượt lên, tỉ đè đưa bóng đi hết đường biên ngang. Trung vệ 29 tuổi có ý đồ khiêu khích trêu người ngôi sao Nhật Bản rằng anh là người sở hữu tốc độ vượt trội. Ông kính máy quay truyền hình thậm chí còn bắt được hình ảnh Rüdiger vừa chạy vừa cười. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1993 có lẽ đã ước anh không nên làm như vậy. Hành động của Rüdiger dường như đã chọc giận những chiến binh Samurai xanh. Từ phút 75 đến phút 83, Nhật Bản ghi liên tiếp hai bàn thắng để lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Ở bàn thắng đầu tiên, Rüdiger có một phần trách nhiệm khi không cản phá được cú dứt điểm góc hẹp của Takumi Minamino, dẫn tới pha đá bồi sau đó của Ritsu Đoàn. Đến bàn thắng thứ hai, chớ treo thay cho Rüdiger, người kết liễu số phận của đội tuyển Đức lại chính là Asano, cầu thủ bị anh chế giễu trước đó. Trên mạng xã hội, trung vệ của đội tuyển Đức lập tức trở thành mục tiêu châm biếm của người hâm mộ. Rüdiger thích chạy nâng cao gối, nhưng tiền đạo Nhật Bản mới là người được nở nụ cười sau cùng. Một tài khoản Twitter chia sẻ: "Thật là hài hước khi cuối cùng tiền đạo Asano của Nhật Bản lại là người ghi bàn ấn định chiến thắng." Một người khác viết: "Hãy học cách tôn trọng đối thủ, dù bạn đang dẫn hay bị dẫn. Tại sao anh ta lại chạy kiểu đó? Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ chỉ vì họ nhỏ bé hơn mình." Hai cổ động viên cùng đưa ra ý kiến chỉ trích hành động của Rüdiger.